Thôi bắt đầu luôn nha. Thì câu số 1 hồi nãy thì cũng chiếu cho tôi rồi đó. Câu 1 thì đúng hết, nên không có vấn đề gì xảy ra. Câu 1 thì qua. Nhưng mà câu 2 thì có một bạn bị lỗi, một bạn sai ở câu số 2. Câu số 2 có một bạn chọn C là đọc không kỹ rồi. Ở đây người ta yêu cầu là tiệm cận đứng. Người ta yêu cầu là tiệm cận đứng. Thì đứng phải là x bằng 1. Có một bạn chọn câu C. Chọn câu C. Cẩn thận với cái đó lại nha. 3 đúng hết. Câu 4 phát sinh một câu sai. Câu 4 là cái gì đây? Cái nào không cùng phương? Không cùng phương là sao? Là không có tỷ lệ. Là không có tỷ lệ. Nhìn vào đây có một cái không có tỷ lệ, đó là câu D. Câu D này mình nhìn nè. Câu B thì rõ ràng là nhân cho trừ 1. Còn câu D nhìn nè, 3 mà nhân cho trừ 1 thì cái cuối cùng 2 thành 2 là bị sai. Có một bạn sai ở câu số 4 này nha. Câu 5 thì đúng hết. 6 đúng hết, 7 đúng hết, 8 đúng hết, 9 đúng hết, đến câu 10 mới phát sinh. Đến câu 10. Câu số 10 có một bạn chọn A, một bạn chọn D. Ở đây người ta hỏi là đâu là sai? Đâu là sai? Thì ở đây cái sai là câu B. Sai chỗ nào thì mình phải nhớ lại nè. Đây. Phải hiểu rõ cái sai chỗ này. Có nghĩa là mình có A mũ M rồi tất cả mũ N là thành A mũ M nhân N. Nên cái này nếu mà đúng á, nếu mà đúng thì phải là 2021 mũ 2 nhân cho x, chứ không phải x bình. Vậy cái này là sai nè. Còn câu D thì ở đây là căn bậc 2 nên là x phần 2 là đúng rồi. Mình có A mũ M căn bậc N thì là A mũ M chia N. Đó, nên cái này là đúng. Cái này cũng hoàn toàn đúng. Có một bạn sai ở đó nha. 11 đúng hết, 12 đúng hết, 13, 10, tới 14 mới phát sinh. 14 thì lại khá nhiều. Ây cha, 14 là không đọc công thức rồi. Ở đây là diện tích. Ở đây là diện tích. Diện tích thì rõ ràng phải là đáp án A. Nhưng mà có 3 bạn chọn câu C. 3 bạn chọn câu C. Câu C này là hoàn toàn không có công thức nào mà dính tới cái này hết. Không có một công thức nào dính tới cái này cả. Nếu mà là công thức thể tích thì phải có bi. Đấy. Chọn này là hoàn toàn là không có công thức nào nha. Câu này câu A nhé. Nhưng mà có 3 bạn chọn C là đó, nguy hiểm chưa? Một câu chỉ hỏi công thức thôi. 15. 15 có một bạn sai, người ta gọi hai nghiệm yêu cầu tính tổng. Yêu cầu tính tổng. Cộng lại là cộng mấy em bấm máy, em cộng lại nó ra hoàn toàn là trừ 2 thôi. Có một bạn chọn câu B. Bạn chọn câu B rất nguy hiểm nha. Tại vì đề này là phút sau rất khó, phút đầu mình phải triệt để. Câu 16, 16 vẫn có một sai. Căn nhà. Có một sai ở câu số 16 này. Có ba nghiệm phân biệt, ba nghiệm phân biệt. Ba nghiệm phân biệt thì mình sẽ làm như đây. Chuyển vế mình sẽ được là Fx bằng M. Mà muốn ba nghiệm thì phải khúc giữa này nó mới cắt được 3 điểm. Thì nó chạy từ trừ 5 tới 1 là đáp án C. Có một bạn chọn câu A là rất nguy hiểm nha. 17, 18 đúng hết, 19 đúng hết, 20. Câu 20 sai nhiều. Câu 20 đến 1 phần 4 bị sai lận.
Câu 20 sai nhiều. Câu số 20. Rồi, hiểu lý do sai rồi. Câu 20 có những bạn sau đây, có hai bạn chọn C. Hai bạn chọn C. Ba bạn chọn D và 15 bạn chọn B. Nhìn người ta nói SA, đây SA. SA mà có hình chiếu, ta gọi là hình chiếu. Đường cao ở đây là SO, đường cao là SO. Đây là đường cao. Thì rõ ràng hình chiếu phải là AO. S chiếu xuống thì hình O, S chiếu xuống hình O, còn A là hình A thì phải là AO, không B. Nhưng mà có 5 học sinh sai. SO là sai nha, SO là đường cao chứ không phải là hình chiếu. Còn AD thì không phải, tại vì vuông tại O thì phải dính tới O thôi. Đó là câu 20 nha, 20 đến 5 bạn sai là nó khá là căng thẳng. Câu 21 có một bạn sai. 21 có một học sinh sai đã chọn đáp án A. Để coi, phân tích một tí coi vì sao sai. Rồi. Đã đưa ra được phân tích rồi. Sai là do công thức. Công thức của phương trình đường thẳng là gì? X trừ x0, y trừ y0, z trừ z0 chia cho vectơ. Vậy phải là x trừ 1, y trừ 1, z trừ 2. Câu này hoàn toàn sai rồi. Sai chỗ này là sai rất đáng trách đó nha. Đến lúc này rồi mà vẫn còn sai công thức của đó. Trong ca là 21 bạn mà có 20 câu trả lời thôi. Còn Trang chưa làm nha Trang. Phải làm cho thầy mới sửa bài hiệu quả được. Con làm rồi mà thầy. Đâu sao thầy không thấy Trang? Khoan nha, Trang Thế này là không thầy? Trang 246 chung với Trang 357 nha. Dạ. Là bữa nay đi đi qua đây đúng không? Con tại thầy Dạ, đang tại ngày mai con thi thử tiếng Anh. thầy đang đang lấy dữ liệu của 246. Tại vì hai file đó thầy tách riêng. Rồi câu 22. Câu 22 thì có đến ba bạn sai. Câu 22 là thể tích. Thể tích là có bi, có bình phương. Có bi, có bình phương. Thì đáp án phải là câu D. Có hai bạn chọn A, một bạn chọn C. Những cái mà sai công thức như thế này là rất rất là nguy hiểm. Có nghĩa là em vẫn chưa ổn ở công thức. Cái này thiếu bình phương nè. Ở này thiếu bi nè. Nhưng mà có ba học sinh nha, nhiều đó, một câu kiểm tra công thức thôi. Câu 23 có một bạn sai. 23 có một bạn sai là chọn câu B. Chọn câu B để phân tích một tí cái vì sao lại chọn câu B. Người ta chỉ nói là từ trừ 3 tới 2, trừ 3 tới 2 thì lớn nhất. Này, từ trừ 3 đến 2 thì đây là lớn nhất. Lớn nhất là 3. Nhỏ nhất là đây. Còn số 0 này thì được gọi là cực tiểu chứ không phải nhỏ nhất. Lớn nhất là 3, nhỏ nhất là trừ 2 nên cộng 3, đáp án C.
Ở đây có một bạn chọn câu B là đã nguy hiểm giữa cực tiểu với là nhỏ nhất. Nhỏ nhất là cái mà so hết tất cả nó là bé nhất thì gọi là nhỏ nhất, còn cực tiểu là ngay cái vị trí mà nó đổi dấu là lên xuống là lên nè. Ở câu 23 có một bạn sai là do không phân biệt kỹ cái khái niệm giữa trị với lại khái niệm lớn nhất nhỏ nhất. Câu số 24, rồi câu 24 mày sai khá là trầm trọng. Câu 24 này có 14 câu trả lời đúng, 14 câu trả lời đúng trên 20 câu. Trong đó những cái câu câu A là có một học sinh. Câu B là đúng nè, có 14 học sinh. Có một và ở đây có 4. Thì rồi. Cho F phẩy tìm F chính là tìm nguyên hàm á. Cho F phẩy tìm F thì ở đây mình có thể dùng định nghĩa của tích phân. Hoàn toàn dùng định nghĩa của tích phân. Định nghĩa là cái gì? Mình có tích phân từ A tới B của F nhỏ là sẽ bằng F lớn cận trên trừ F lớn cận A. Hoàn toàn có thể làm được như thế này. Với điều kiện là cái khoảng này là liên tục nè, từ 1 tới 5. Nhưng mình sẽ có thể làm nè, từ 1 tới 5. Từ 1 tới 5 của 1 phần 2x trừ 1 sẽ bằng F lớn của 5 trừ cho F lớn của 1. Bên vế trái mình bấm máy tích phân này. Cái này mình bấm máy tích phân. F5 mình chưa có. Còn F1 mình có rồi. F1 là 3. Vậy mình chỉ việc là gì? Bấm máy cái tích phân này xong. Cái số 3 này đang trừ chuyển qua là cộng. Bấm cái tích phân này xong rồi cộng. Là sẽ ra được F5. Bên đây mình bấm máy là nó sẽ ra số phẩy hay nhiêu đó cũng không sao hết trơn. Đáp án cuối cùng là câu B, 14 bạn làm đúng. Bấm máy xong rồi lấy số trừ 3 của cái F1 nè, chuyển vế qua là thành cộng. Rồi lấy cái bấm máy mà cộng 3. Bấm máy mà cộng 3 chính là câu B. Nhưng mà phải cảnh báo câu này nha, đây là cái dạng gì? Biết FA tìm FB. Cảnh báo dạng này vì có đến 6 trên 20 bạn sai. 25 đúng, 26 đúng. 27. 27. 27 có khá nhiều bạn sai, 27. Có một bạn chọn 15 bạn chọn này. Một ở đây và ba ở đây. Bây giờ quan trọng bát diện, bát là mấy? Mình phải nhớ bát diện. Bát diện là một cái hình gồm có 8 mặt. Bát diện là 8 mặt. 8 mặt mà mỗi mặt sẽ là một cái tam giác đều. Mỗi mặt là một cái tam giác đều, do đó diện tích của mình sẽ là 8 lần diện tích tam giác đều. Tổng diện tích này nè sẽ là 8 lần diện tích tam giác đều. Diện tích tam giác đều là cạnh bình căn 3 chia 4. Đáp án là 2 căn 3. Nhớ nha, bát diện bát là 8 đó. Bát diện 8 mặt. Mỗi mặt là một tam giác đều. Đó là câu số 27. 28 đúng hết. 29 nó bắt đầu có sai. Hai mươi chín thì có sai hai bạn.
29 có hai bạn sai là chọn câu D. Hai bạn chọn câu D. Còn những bạn đúng là chọn câu C là có 18 mà đúng. Vậy vấn đề nó nằm ở đâu? Để coi là vấn đề nằm ở đâu. Có thể là không tìm Z được. Đầu tiên tính Z. Z sẽ bằng cái gì? Chuyển qua hình thức chia. 2 trừ 3y chia cho 1 trừ y là ra được Z. Đây là Z. Sau đó đổi dấu phần ảo được Z ngang. Đổi dấu phần ảo được Z ngang. Rồi ráp vào tính V kép là 6 cộng y. Đó, rõ ràng là 6 cộng y. Vậy là rất có khả năng là làm cái chỗ này không đọc kỹ nên mới bị sai câu D. Không đọc kỹ, có nghĩa là nếu mà không đọc kỹ thì em sẽ dùng trừ 1 phần 2 nên nó mới ra là trừ 1 chỗ này. Vậy vấn đề là phải đọc thật kỹ đề những cái câu về số phức nha. Những cái câu mà nó có Z ngang, đọc cho kỹ coi có Z ngang không. Làm những câu dễ dễ hay bị sai cái đó lắm á. Câu 30 thì sai khá nhiều. 30 sai khá nhiều. 30 thật sự là không cần làm gì nó cao sang hết trơn. Em chỉ cần hiểu hình bình hành thôi. Hình bình hành rồi. Vẽ hình bình hành ra. A, B, C, D. Biết 3 tọa độ, biết A, biết B, biết D. Kêu tìm trung điểm Y của AC. Trung điểm Y của AC. Bài này nếu mà bạn nào đi tìm C xong rồi lấy A cộng C chia đôi thì nó sẽ chậm hơn. Ở đây mình nhớ tính chất của hình bình hành. Hình bình hành là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm. Có nghĩa là nếu mà Y là trung điểm của AC thì Y cũng sẽ là trung điểm của BD. Y là trung điểm của AC thì cũng sẽ là trung điểm của BD. Vậy mình chỉ việc lấy B với D cộng lại chia đôi là được liền đáp án. Đó là cách nhanh nhất. Không cần phải tìm điểm C luôn. Có nghĩa là ghi chú đây, trung điểm của AC cũng là trung điểm của BD nên cộng lại chia đôi là có cộng lại là trừ 2. 2 với 2 cộng B. Đó là cách nhanh nhất. Không cần tìm điểm C luôn. Đó là câu số 30. Được không? Nắm câu này không? Ở nhà em có thể em làm bằng cách gì đó mà phải tìm điểm C nữa thì nó hơi tốn thời gian tí. Câu số 31. Rồi ok, câu 31 này. Bắt đề này là nó cắt luôn, không nói là nó cắt luôn từ 6 điểm. 31 là trên 6 điểm rồi nè. Bắt đầu từ 31 trở đi là trở thành câu khó rồi. Đó là đề Hà Nội, đó. Đề Hà Nội chuyên, Hà Nội là một trong những cái tỉnh mà chuyên cho đề khó. Tại vì Hà Nội là đất, đó là đất học. Nên lúc nào cũng chọn khó chứ. Nhưng mà mình cứ làm thôi, mình cứ làm được nhiều hay nhiều. Nắm phương pháp là được. Thật sự Elip này là kiến thức của lớp 10. Kiến thức của lớp 10. Và mình ít dùng đến nên mình không nhớ thôi. Cách dùng đến mình không nhớ. Độ dài trục lớn là 8. Độ dài trục bé là 4. Cắt theo một cái hình chữ nhật. Gò lại thành một cái hình trụ. Hỏi thể tích lớn nhất của trụ. Đây, cách làm. Cách làm đây. Đây là cái clip mình sẽ gắn tọa độ vào. Bài này sẽ làm lâu lâu xíu, tại hơi tốn thời gian.
Cái hình elip có sẵn trong đề không nhỉ? Có sẵn cái elip trong đề chưa Nhí Hương? Dạ thầy. Có sẵn cái hình elip trong đề chưa? Ủa, có rồi mà thầy. Có rồi, giờ chỉ cần gắn tọa độ vào thôi. Gắn tọa độ giống như gắn là gắn ngay cái tâm á. Ở đây mình sẽ có độ dài trục lớn. Độ dài trục lớn là 8. Độ dài trục bé là 4. Thì mình sẽ có phương trình elip. Phương trình elip như thế này: X bình chia A bình cộng Y bình chia B bình bằng 1. Đây là phương trình của elip. Trong đó A là nửa độ dài trục lớn, B là nửa độ dài trục bé. Hồi nãy đề cho trục lớn là 8 thì A sẽ là 4. Trục bé là 4 thì B sẽ là 2. Nhớ nghe. Đây là phương trình elip, nên đầu tiên thầy có phương trình elip như thế này. Đây là phương trình elip. X bình chia A bình cộng Y bình chia B bình bằng 1. Được chưa? Rồi giả sử sau đó cái hình elip này nè, mình gọi cái điểm M, điểm M này có tọa độ là xy. Tọa độ là xy nằm trên elip. Nằm trên elip thì mình sẽ thấy như sau. Đây là x nè, đây là tọa độ x nè. Đây là tọa độ y nè. Thì mình sẽ thấy được MNBQ là cái hình chữ nhật, MNBQ là hình chữ nhật. Mà chiều dài sẽ là mấy x? Chiều dài này sẽ là mấy x? Phải là 2x không? Còn chiều rộng này là 2y đúng không? Đó, mình sẽ ghi ra nè, suy ra chiều dài với chiều rộng. Chiều dài của hình chữ nhật là 2x, chiều rộng là 2y. Ghi tới đó, vẽ cái hình xong, ghi cái dự kiện. Rồi bây giờ người ta nói là lấy cái hình chữ nhật này cuốn lại, cuốn hình chữ nhật này lại thành một cái hình trụ. Hình dung được không? Thì mình coi mình sẽ có cái gì nè. Mình sẽ có những cái sau đây. Khi mà cuốn lại thì cái 2y này sẽ trở thành cái gì của cái trụ? Đam anh, theo đam anh là 2y này sẽ trở thành cái gì của trụ? 2y sẽ trở thành bán kính. Đó. Đó, bán kính. Cao sinh, đường sinh. Đường sinh, đường sinh hoặc là đường cao cũng được. Đúng rồi, thấy các bạn nghe mà. Đường cao, đường sinh thôi. Đường cao hay đường sinh cái nào cũng được hết, tại vì hình trụ thì như nhau thôi. Vậy có nghĩa là khi mà mình làm như này thì mình sẽ được một cái hình trụ có chiều cao là 2y. Cái này sẽ là chiều cao của hình trụ. Còn cái 2x này nè, còn cái 2x này sẽ trở thành cái gì của trụ biết không? Còn không nắm được cái đó thì thầy sẽ hỏi lại. Thì khi đó mình có thể làm theo kiểu thứ hai nè. Hỏi em cái diện tích này nè. Cái diện tích của cái hình chữ nhật này sẽ trở thành diện tích gì của cái hình trụ? Diện tích hình chữ nhật so với diện tích của hình trụ nó sẽ bằng diện tích nào của trụ biết không? Em Nhi Hương. Nè, em thầy, thầy nói lại thử coi thầy. Cái diện tích của hình chữ nhật nó sẽ bằng diện tích gì của cái trụ? Diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh đúng rồi. Khi mà mình bẻ cái tờ giấy này lại, mình bẻ cái tờ giấy này lại thành cái trụ thì cái diện tích này nó sẽ bằng diện tích xung quanh của trụ. Nó giống như cái bài hôm trước mình làm có một cái phễu hình quạt á, khi mình bẻ lại nó thành diện tích xung quanh của nó á.
Còn cái này diện tích này sẽ thành diện tích xung quanh của trụ. Nắm được không? Vậy S hình chữ nhật là bằng S xung quanh của trụ. S xung quanh nha. Vậy mình sẽ bê công thức vào nè. Diện tích hình chữ nhật là dài nhân rộng. Dài nhân rộng bằng diện tích của trụ. Diện tích xung quanh của trụ là cái gì? 2 pi r h. Nắm được không? Đang làm từ từ lắm luôn á. 2 pi r h. Mà h thì nãy mình nói là gì? H cũng bằng gì luôn? 2 y. H thay bằng 2 y. Từ đây thu gọn, thu gọn được thì 2y mất nè. 2 với 2 mất nè. Từ đây mình sẽ tìm được r. Tìm được r là bằng cái gì? Sẽ là lấy x. X chia cho pi. Thấy không? 2 này mất nè. 2 này mất nè, y với y mất luôn nè. Thì mình sẽ có BR bằng x. Vậy R bằng x chia cho B. Nắm được cái đó chưa? Theo được tới đây chưa? Khi đó nè, biết theo được chưa nè, khi đó mình sẽ có V, đề hỏi V của trụ. V của trụ là gì? B R bình H. V trụ là B R bình H. Thì bắt đầu thế nè, B R bình, R bình phải là X bình chia B bình không? H sẽ thay bằng 2 Y. Theo được chỗ khi đó chưa? Vậy V của mình sẽ bằng cái gì? Đơn giản bớt thì mình sẽ còn được là 2 x bình y. Đơn giản bớt cho pi. Nắm chưa? Bây giờ nhìn chỗ này nó đang hai biến nè, nó đang hai biến nè. Thì mình phải đưa về một biến. Đưa về một biến bằng cách nào? Hồi nãy giờ mình còn cái elip mình chưa có xài. Nãy giờ còn cái elip này chưa xài. Từ đây tính được x bình không? Đây tính x bình. Mình có x bình chia 16, y bình chia 4 bằng 1. Thì quy đồng đi. Quy đồng đi thì mình sẽ được x bình sẽ bằng, quy đồng thì nhân cho cái này. Mẫu chung là 16 á. Thấy chưa? Rồi x bình sẽ bằng cái gì? 16 trừ 4 y bình. 16 trừ 4 y bình. Khi đó thế vào đây thì mình sẽ đưa về một biến. Một biến là 2 nhân x bình là 16 trừ 4 y bình nhân cho y chia cho pi. Kịp chưa? Ở đây là đưa về một biến rồi nè. Đưa về một biến rồi, muốn tìm max, tìm min gì đó thì chỉ việc đảo hàm. Đảo hàm mà đảo hàm bằng 0. Nhân vào luôn thì mình sẽ có 2 nhân cho 16 là 32. 32 y trừ cho 8 y mũ 3 chia cho pi. Bây giờ chỉ đảo hàm bằng 0 thôi mình sẽ tìm được y. Đảo hàm thì 1 phần pi để lại 32 trừ 24 y bình. Bấm mod phương trình á, chỉ cho cái này bằng 0 nè. Bấm phương trình thì sẽ được y. Mình chỉ lấy cái y dương thôi.
thì mình sẽ được là 2 căn 3 chia 3. Có 2 căn 3 chia 3 rồi. Sau khi có 2 căn 3 chia 3 rồi, thế lại cái thể tích là sẽ có đáp án. Rồi nó muốn hỏi cái gì thì hỏi. Mình có các bước là bước 1, bước 2, bước 3. 1, 2, 3. Bước 1 nè. Bước 2 nè. Bước 3 nè. Bước 4 nè. Bước 5 nè. Bước 6 nè. Bước 7. Và cuối cùng đáp án là bước 8. Trong đó có bổ sung một cái bước tính ít bình là bước 9. Đó, coi trong các đánh số đó, đánh số nào không hiểu thì nói. Mục tiêu của mình là đưa về một biến rồi đảo hàm bằng không. Kịp không? Dạng này thì cũng khá lâu rồi mới làm lại. Có cái phương trình elip là lạ. Lần đầu tiên gặp elip. Có thắc mắc gì không? Cứ mạnh dạn trao đổi thôi. Có gì không Bảo? Dạ không. Nếu mà để tự làm có tự làm được không? Không thể rồi. Khi tự làm bị vướng những chỗ nào đâu đó nghe thử nè. Cái vướng thứ nhất là phương trình elip. Dạ đúng rồi. Đó là phương trình elip. Ngay từ đầu mình phải biết được phương trình elip. Phương trình elip là x bình chia a bình, y bình chia b bình bằng 1. Trong đó a là nửa độ dài trục lớn, b là nửa độ dài trục bé. Cái mà có thể bí thứ hai đó là cái diện tích hình chữ nhật bằng diện tích xung quanh của trụ. Có thể chỗ này cũng không nắm. Rồi tư tưởng, thật sự tư tưởng xuyên suốt của bài này là cái gì? Tư tưởng xuyên suốt của bài này là gì? Đưa về một biến. Đưa về một biến và sau đó là đảo hàm. Tư tưởng của cả cái bài này là tất cả đưa về một biến. Và thầy đưa về biến nào? Chính là biến y. Tất cả đưa về được một biến và đảo hàm. Đó là tư tưởng của bài này. Mình học tư tưởng thôi. Khi một cái bài đề thi rất là khó, mình chỉ học cái ý tưởng của người ta. Tất cả khi mà mình làm những cái kiểu như thế này là gặp những bài toán là mắc min á, thì ý tưởng là mình sẽ đưa về một biến, cố gắng đưa tất cả về một biến rồi sau đó là đảo hàm để cho nó bằng không. Đó là ý tưởng xuyên suốt của bài này nha. Đại Hà Nội này cắt từ phút 6 điểm á. Qua nha. Rồi có gì nếu mà thắc mắc thì em coi lại video nha. Kéo lâu quá là không kịp làm khác. Câu 32 cũng là một câu rất là lạ. Hà Nội luôn luôn hỏi những cái lạ. Thì 32 ở đây có 11 bạn làm đúng. Thì để làm câu này thì sẽ nêu cái tính chất này. Đối với hàm số bậc 3
cũng vẽ luôn tính chất này nha. Hàm số bậc 3 mà cái A của mình lớn hơn 0, A của mình lớn hơn 0 thì cái đồ thị nó có hình dáng như thế này. Đó, hình dáng nó như thế này. Có nghĩa là có cực đại với cực tiểu. Đây, cực đại, cực tiểu. Cực đại với cực tiểu chính là hai điểm A với B á, cách đều đường thẳng, cách đều đường thẳng, có nghĩa là cái đường thẳng này nó nằm chính giữa như này, cái kiểu nó như này. Cái đường thẳng D nó nằm ở giữa nè. Thì ở đây mình chỉ dùng đúng một cái tính chất này thôi, tính chất như sau. Trung điểm của cực trị. Trung điểm y của hai điểm cực trị. Chính là điểm uốn. Mà điểm uốn người ta gọi tên là tâm đối xứng á, hay còn gọi là tâm đối xứng. Và cách tìm điểm uốn hay còn gọi là tâm đối xứng bằng cách cho đạo hàm 2' bằng 0 là sẽ tìm được x. Đạo hàm 2' bằng 0 là sẽ tìm được x. Thì khi đó cái này nè, cái này là cái điểm uốn nè. Cái điểm uốn này nó là trung điểm của cực đại với cực tiểu thì nó sẽ nằm trên đường thẳng D. Thì có nghĩa là bài này mục tiêu của mình nói rất là dài dòng, cuối cùng thật sự đi tìm điểm uốn và điểm uốn thuộc đường thẳng D. Với cái dự kiện là AB khác phía và AB cách đều, nghĩa là cái điểm uốn y này phải thuộc vào đường thẳng D. Điểm uốn y đó phải thuộc đường thẳng D. Những câu như thế này mình học ý tưởng thôi. Có nghĩa là học cách xử lý vấn đề là gì, phải vẽ hình ra nè. Cực đại với cực tiểu mà nằm về hai phía và cách đều thì cái trung điểm sẽ nằm lên cái đường thẳng D đó. Tại bây giờ thầy sẽ đi tìm điểm uốn. Tìm điểm uốn tìm như thế này. Điểm uốn là y 2' bằng 0 và giờ chỉ việc đạo hàm 2'. Đạo hàm lần thứ nhất ra là x bình trừ 2mx. Đạo hàm lần thứ hai được là 2x trừ 2m. Cho đạo hàm cấp 2 này bằng 0 thì sẽ được 2x bằng 2m. Triệt tiêu x bằng m. Được cái x của điểm uốn rồi, có cái x điểm uốn, lấy cái x này thế vào cái y đề bài. Thế vào y đề bài. Là 1/3 chữ x 2 bằng m, m mũ 3 trừ m cộng. Chỗ nào là x 2 bằng m là thu gọn này lại. Thu gọn này lại là gồm có 1/3 m mũ 3 trừ m mũ 3 cộng m mũ 3 trừ m. Thu gọn lại này này mất là 1/3 m mũ 3 trừ m. Đây chính là cái y của điểm uốn. Đây là x của điểm uốn, đây là y của điểm uốn. Có x điểm uốn, có y điểm uốn. Cuối cùng mà cái điểm y này thuộc vào D nên lấy cái x thế, lấy cái y thế. Cái y mình thế bằng 1/3 m mũ 3 trừ m. Còn cái x mình sẽ thế vào
Đây. Chuyển vế bấm phương trình. Bấm máy có thể ra số 6 nhưng mà tính tổng lại thì nó đẹp, tổng lại nó ra 0. Tới đây em bấm mod 54 nó ra nghiệm 6 nhưng mà khi cộng mấy cái nghiệm nó lại thì nó sẽ ra 0. Vậy là bài này chỉ cần học một cái chuyện đó là cái gì? Trung điểm của hai cực trị là điểm U, mà tìm điểm U thì là Y2 phẩy bằng 0. Đó là cái nhận xét để làm được câu này. Còn AB đối xứng, hai điểm U đối xứng, đối hai cực trị đối xứng thì cái tâm này nó phải nằm lên cái đường đó. Đó là sau đó là tính toán cụ thể. Đó. Từ 1 tới 7. Em cứ coi từ 1 tới 7 có vấn đề trục trặc gì thì em báo. Câu này nằm ở chương 1. Chương 1 là chương đầu năm nên nó rất lâu rồi mình mới gặp lại. Nên có thể những tính chất này mình không thể nào ấn tượng nổi. Xong bật mic lên nói luôn rồi. Số 7. Ở đâu có số 7 á hả? Hay là cái số 6 ở trên? Bảo bật mic nói luôn đi. Cho nó lại ha, nó mất công tôi phải xài chuột nữa. Cái chỗ mod 54 thầy. 54 bấm nghiệm ra xong người ta yêu cầu tính tổng thì cộng lại nghiệm có thể xấu nhưng mà khi cộng lại nó sẽ là không. Bấm mod 54 đi, nếu mà nghiệm xấu thì mình lần lượt to vào A vào B vào C rồi mình cộng A cộng B cộng C lại nó sẽ là không. Cứ mạnh dạng bật mic lên trao đổi đi chứ có cái gì đâu, còn có 2-3 tuần nữa là hết nghe giọng nhau rồi, cứ hỏi thoải mái đi. Còn vấn đề gì nữa không? Bài này những câu lạ lạ như thế này, nhớ vẽ hình, nhớ ghi tính chất này kia. Qua đi, không nói gì thì qua. Câu 33 thì rất là bình thường nên câu này thì ổn. Câu này chỉ có một bạn sai thôi. Và một bạn sai là bạn chọn câu A. Ê,
Bây giờ nè, bây giờ là cái vector song song với mặt phẳng thì mình lấy luôn vector là 1 trừ 2 trừ 2. 1 trừ 2 trừ 2 là hiển nhiên câu A phải sai. Ở đây làm kỹ luôn nha. Làm kỹ nha. Mặt trong không biết nữa. Bây giờ sẽ là gì? Cái lớn nhất là mặt phẳng. Cái lớn nhất là mặt phẳng, vẽ trước. Luôn luôn vẽ cái lớn nhất. D là đường thẳng đi qua M. D là đường thẳng đi qua M. Cắt trục X. Có nghĩa là cái đường D này cắt trục X. Đây là trục OX. Đi qua M. Cắt trục X tại N. Sao cho MN song song với mặt phẳng. Đây, song song. Rồi, cắt ở đâu tìm ở đó. Cắt ở đâu tìm ở đó. Bây giờ điểm N này nó rất là khỏe. Điểm N này nó nằm trên trục X. Thì điểm N này chỉ có X thôi. Nghĩa là mình sẽ có là X không, không. Rồi sau đó MN nè. Tính tiếp nè. MN song song với mặt. Thì MN vector. MN vector là X trừ 1 trừ 1 với 2. MN song song với mặt thì nó sẽ vuông góc với lại pháp tuyến. Thì sẽ vuông với lại 1 trừ 2 trừ 2. Vậy mình sẽ có vuông là hoành, cộng tung, cộng cao bằng 0. Từ đây sẽ tìm được X. Từ đây sẽ tìm được X. X sẽ bằng 3. Vậy có X rồi, mình sẽ tìm được vector MN. Thì sẽ là 2. 2 nè. Trừ 1. Trừ 2. Trừ 1. 2. 2. Trừ 1. 2. 2. Trừ 1. 2. Đây. Ok. Các bước này là bước 1. Bước 2. Bước 3. Mà nói chung thì câu này cũng ổn. Câu này có thể em làm theo kiểu thử đáp án cũng được đó. Tại vì thấy có 19 bạn làm đúng là không vấn đề gì. Tiếp theo câu số 34. Câu 34 của đề này nó có thể ngang với lại câu 4 mấy của đề thi chính thức luôn đó. Chứ không phải là câu 34 đề này nha. Câu này có thể ngang với đề chính thức nằm ở câu 40 luôn đó. Đây là câu về tính tích phân. Ở đây có 8 bạn làm đúng, 12 bạn làm sai. Ở đây là có 4 bạn 4 4 4 8 trong 20 bạn đó. Bây giờ phân tích thôi. Nói chung là những cái bài như thế này mình phải tự tin để mình làm. Cho đồ thị vận tốc, biết đồ thị vận tốc biểu diễn từ O đến A là đường thẳng. Từ O đến A là đường thẳng nha. OA là đường thẳng. Sau đó từ A đến D là parabol. Tính quãng đường. Quãng đường trong 3 giây đầu tiên. 3 giây đầu tiên. Vậy mình có quãng đường là bằng tích phân của vận tốc. Đó. Bài này mình sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn từ 0 tới 2 là đi theo đường thẳng. Giai đoạn từ 0 tới 2 là đi theo đường thẳng. Còn giai đoạn từ 2 tới 3 là đi theo parabol. Vậy phải tìm đường thẳng cái đã. Tìm đường thẳng nè. Đường thẳng. Đầu tiên là tìm đường thẳng OA nha. Đường thẳng thì phương trình của đường thẳng là AX cộng B. Đường thẳng luôn luôn là AX cộng B. Còn parabol
Parabol là AX bình cộng BX cộng C. Nhưng mà A với B hai bên khác nhau nha. Ở đây thì tạm thời thầy đặt như vậy, nhưng mà em phải hiểu đây là hai cái AB khác nhau á, chứ không có trùng nhau đâu nha. Mình lần lượt đi tìm, thứ nhất là tìm OA, thứ hai là tìm parabol. Tìm OA thì tìm sao? OA là tìm A với B, mục tiêu là đi tìm A với tìm B. Thì đi qua hai điểm, đi qua hai điểm là điểm 0,0 với điểm 2,1. X bằng 0, Y bằng 0. X bằng 2, Y bằng 1. 0 với 0 là sẽ được B bằng 0. 2 với 1 là mình sẽ được thế X bằng số 2, là mình sẽ được là 2A cộng B bằng 1. Vậy là B bằng 0. B bằng 0 thế xuống đây thì A bằng 1 phần 2. Vậy là cái quãng đường OA, cái khúc OA này là tích phân đi từ 0 tới 2 của đường thẳng. Đường thẳng bây giờ là nè, từ đây mình suy ra đường thẳng nè. Có A với có B rồi thì đường thẳng sẽ là 1 phần 2X. Vậy chỗ này sẽ B 1 phần 2X vào. Đó là sẽ bấm máy được cái khúc đi theo OA. Đó là cái khúc đi theo OA. Bấm cái này. Xong bây giờ sang parabol nè. Parabol phải cần đến 3 điểm. Đối với parabol cần 3 điểm. Thì mình có điểm A, điểm B, điểm C. X bằng 2, Y bằng 1. X bằng 3, Y bằng 2. Và X bằng 4, Y bằng 1. ABC này là riêng nha. Không dính gì tới ABC bên đường thẳng nha. Không dính gì hết. Bây giờ mình bắt đầu thế nè. A là 2, là mình sẽ được là 4A 2B cộng C, Y là 1. Rồi đến lượt X là 3, 3 thế vào là 9A, 3 bình là 9 đó, bằng 2. Rồi đến lượt 4, 4 bình phương là 16A, 4B. Rồi bấm máy giùm thầy Nhi Hương. Trừ 1, 6 với lại trừ 7 thầy. Trừ 1, 6 với trừ 7. Ok, trừ 1, 6 với trừ 7. Rồi, vậy cái quãng đường, bây giờ cái parabol mình là trừ x bình cộng 6x trừ 7. Vậy cái khúc mà đi từ A tới B này nè, đi từ A tới B này theo parabol thì mình sẽ có cái độ dài từ đây sẽ là tích phân cận từ 0 tới 2 đi theo parabol. Đó, bấm máy có ra nhiều, sau đó cộng hai kết quả này lại. Đáp án sẽ là câu D 2,7. Thử bấm coi ra đúng 2,7 không? Quan trọng của bài này là gì? Nhắc lại phương pháp. Cũng hơi lâu rồi mình chưa có làm lại cái dạng toán là đi tìm parabol. Đối với đường thẳng thì mình chỉ cần tìm hai điểm thôi. Đường thẳng là chỉ có hai điểm, một điểm 0,0, điểm 2,1. Đường thẳng là hai điểm, còn parabol phải ba điểm.
Rồi sau đó đi từ 0 tới 2 là theo đường thẳng, từ 0 tới 2 là theo đường thẳng. Còn từ 2 tới 3 là theo parabol. Vì ta nói là trong 3 giây đầu tiên. Đó, câu đó nhé, có 8 bạn làm đúng. Kết quả là khoảng 2,6 mấy mình sẽ gần nhất với 2,7. Thầy ơi, tôi nói cái parabola phải đi từ 2 tới 3 đó thầy. À xin lỗi, từ 2 tới 3, tôi nói là từ 2 tới 3 mà ghi lại là ghi từ 0 tới 2. Miệng nói là 2 tới 3 nhưng mà ghi lại là ghi 0 tới 2. Đây là từ 2 tới 3 nha. Rồi, cảm ơn Bảo. Đấy, đó là học lại phương pháp, học lại phương pháp. Nhớ nha. Câu số 35. Rồi, cái khoảng cách này đã làm ổn chưa? 35 vẫn còn 10, vẫn còn xin lỗi, 14 bạn đúng. 3 bạn sai. Các bạn chưa biết. Đây là cái khoảng cách rất khỏe luôn. Khoảng cách này là khoảng cách gắn trục nè. Khỏi cần phải vân vân gì hết trơn. Khỏi cần phải ngồi suy nghĩ gì nhiều. Hình vuông mà SA vuông góc nữa. Và chắc là phải nói lại thiệt kỹ cái phần này rồi. Đây. Trục này chắc chắn là trục Z rồi. Bây giờ mình muốn gắn cái nào là X, nào là Y cũng được. Nhưng mà thường hay thông thường thì mình cứ hay AB là X, AD là Y. Rồi đi tìm 4 điểm MNSC. MNSC. M. M thì nó là một nửa chiều cao. M sẽ là 0, 0, một nửa của chiều cao thôi. Chiều cao là căn 5 thì nó sẽ là căn 5 chia 2 là điểm M. Điểm N, điểm N nếu mà không quen thì tìm điểm gì? Điểm D với điểm C. D với C cộng lại chia đôi là ra điểm N. Bây giờ D. Người ta cho cạnh là 2. Thì D nằm trên đối với cái hệ thầy đặt ở đây là Y thì nó sẽ là 0, 2, 0. Rồi đến lượt C, C nè, nhìn nè, rất quan trọng cái này. C là nằm ở X, chiếu vô X có X, chiếu vô Y có Y. Còn không có Z, bài này chỉ có những cái nào ở trên, ví dụ như S có Z nè, M có Z nè. Còn C là không có. Chiếu vào X là được 2. Chiếu vào Y cũng được 2. Cộng lại chia đôi được N. 1, 2, 0. Điểm S. Điểm S quá dễ, nằm trên Z. 0, 0, căn 5. Và đây yêu cầu tính khoảng cách của cái nào? Khoảng cách của MN với SC. Thì vector thứ nhất là vector MN, vector thứ hai là vector SC, và vector thứ ba là cái nào? Một điểm bên đây, một điểm bên đây, một điểm ở đường thứ nhất, một điểm ở đường thứ hai. Có thể lấy MC hoặc lấy NS cũng được. Rồi ráp vào tính MN nè. MN là 1, 2 trừ căn 5 chia 2. SC là lấy C trừ S là lấy là 2. 2 trừ căn 5. Rồi MC. MC sẽ là 2. 2 trừ căn 5 chia 2. Cú pháp bấm máy nhắc nhiều lần lắm rồi, mở ngoặc hai lần, vết A nhân vết B. Đó cho vết C chia ABS vết A nhân vết B.
Đó, 6 bạn chưa làm được thì sửa kỹ vào. Trong 6 bạn đó muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi. Tại vì những bạn khác đã nắm rồi, chỉ còn 6 bạn chưa nắm thôi. Sáu bạn chọn câu A. Và sau đó ba bạn chọn câu A, ba bạn để là không làm được. Đó là câu số 35. Câu khoảng cách là một trong những câu rất rất là thường xuyên người ta hỏi. Và đi thi mà gặp khoảng cách, mà gặp SA vuông góc, mà gặp hình vuông nữa là phải mừng. Là phải mừng, khi mà mình mừng thì mình tạo cái động lực thì mình làm bài đó nó sẽ dễ chịu hơn, thấy nó là phải mừng. Đó là câu 35 nhé. Những bạn chưa làm được thì sửa kỹ, ghi chú cẩn thận. Nhưng mà cái vấn đề không làm được bây giờ là mình phải tự hỏi bản thân là mình tại sao mình chưa làm được, mình chưa nắm cách tìm tọa độ, hay là mình quên công thức mà bấm máy á. Nói là làm xong thì mình nên coi lại cái lý do vì sao mình chưa ổn câu này, và mình đã giải quyết được chưa, sau khi nghe sửa bài xong đã giải quyết được chưa. Nói chung thầy có thể truy lại để coi có ai là chưa làm bài được, có là em chưa biết, có thể biết luôn á, nhưng mà để giữ bí mật cho. Cứ mạnh dạn trao đổi. Cái học online này nó có một cái vấn đề là em phải, thứ nhất là tự giác, thứ hai là phải mạnh dạn trao đổi. Người Việt Nam mình có một cái dở nhất trong đó là cái ta gọi là ngại. Câu 35 nãy đáp án là câu B nha. Có 14 là đúng. Câu 36, 36 chia làm hai kiểu luôn. Một là, à không, chia làm ba kiểu. Một kiểu là chọn câu A, một kiểu là chọn câu C, và một kiểu là không biết. Nghĩa là giữa A với C, giữa A với C là có vấn đề xét dấu xảy ra. Vậy là có khả năng là giỏi ở cái chuyện xét dấu. Rồi, ok. Và 6 bạn không biết làm là sửa câu này luôn. Đây, câu này. Câu này có một lần trên lớp C9 thì có sửa rồi. Đối với cái trị tuyệt đối này á, trị tuyệt đối này nó nằm lưng chừng, nó chỉ nằm ở một mình thằng ít thôi. Một mình thằng ít thôi. Thì đối với trị tuyệt đối này mình có thể làm bằng cách là mình phá trị tuyệt đối, mình tách ra hai trường hợp. Xét nếu mà ít lớn hơn không. Nếu mà ít mà lớn hơn không á thì fx của mình á trị tuyệt đối sẽ bằng chính nó. Ít lớn hơn không thì trị tuyệt đối bằng chính nó. Nên ta có cái hàm số bây giờ á, cái hàm số bây giờ sẽ thành là f của x bình trừ x. Khi đó trị tuyệt đối bằng chính nó, nên phá trị tuyệt đối ra vẫn giữ nguyên, không đảo dấu gì hết. Rồi bây giờ mới xét dấu nè, xin lỗi, mới đảo hàm nè. Đảo hàm thì sẽ là cái gì? U đảo hàm là thành 2x trừ 1 nhân cho f phẩy của 2, f phẩy của x bình trừ x.
Ở đây thầy chia trường hợp theo cách xét dấu nha. Xét dấu trị tuyệt đối á. Rồi tới đây đạo hàm này bằng 0. Đạo hàm này bằng 0 thì tách ra 2x trừ 1 bằng 0 hoặc cái f phẩy này bằng 0. Mà 2x trừ 1 bằng 0 thì mình sẽ tính được là x bằng 1 phần 2. Còn cái f phẩy này bằng 0, f phẩy này bằng 0 thì tương ứng ra trừ 1 với ra 1. Là mình sẽ có là x bình trừ x bằng trừ 1 hoặc x bình trừ x bằng cộng 1. Rồi giải nè. Thì cái này là được x bằng 1 phần 2. Còn chỗ này bấm máy anh thầy chuyển vế qua thì chắc là sẽ có một cái vô nghiệm đó. Một cái vô nghiệm. Còn cái bên dưới ra được nghiệm mấy vậy Nhi Hương? Bấm cho mày cái phương trình bên dưới này. Nó ra 1 cộng căn 5 chia 2 với lại 1 trừ căn 5 trên 2. Rồi ok, 1 cộng căn 5 chia 2. 1 cộng căn 5 chia 2 với 1 trừ căn 5. Thì cái 1 trừ căn 5 này mình loại. Mình chỉ nhận cái 1 cộng căn 5 thôi. Ai đó nói lý do tại sao loại thử nè. Ai đó nói thử nè. X lớn không? Đúng rồi, chính xác. Đang xét x lớn không? Chính xác. Vậy bây giờ thầy sẽ xét bảng biến thiên. Bảng biến thiên. Bảng biến thiên này thầy chỉ xét một nửa thôi nha. Thầy chỉ xét một nửa là nửa đi từ 0 đến cộng vô cực. Tại vì mình đang xét trường hợp lớn hơn 0 nên là chỉ xét một nửa trước thôi. Từ 0 rồi 1 cộng căn 5 chia 2 nó sắp xỉ nhiều vậy Nhi Hương? Bấm cho thầy coi nó sắp xỉ nhiều quá. 1,6 rồi. 1,6 rồi đến cộng vô cực. Rồi còn 1 phần 2 nữa, xin lỗi, còn 0,5 nhét vào đây nữa nhé. Thiếu mất một cái là sai ạ. 1 phần 2 mình vẫn lấy nha, 1 phần 2 với lại 1,6 hồi nãy đúng không? Xét dấu nè, chỗ này là 0 nè, 0 nè. Đây xét dấu, bây giờ lấy số 2 để xét nha. Lấy số 2 để xét. Thế vào đạo hàm nè, thế vào đạo hàm. Đây thế vào đạo hàm, đạo hàm này đóng khung này nha. Đóng khung này luôn thì... khi x bằng 2 thì mình sẽ được là g phẩy 2 thế vào là sẽ được là 2 nhân 2 là 3, 3 f phẩy của 2. Kịp không? Số 2 thế vào á với x bằng 2. X mà bằng 2 thì chỗ này sẽ là 3 nè, còn chỗ này 2 bình phương là 4, 4 trừ 2 là 2 đó. Rồi giờ mình coi là f phẩy của 2, f phẩy của 2 mang dấu gì? Nè, nhìn lên đây nè. F phẩy của 2 mang dấu dương, vậy chỗ này dấu cộng. Đó. Đến đây dấu trừ. Thì tự động ở đây không có nghiệm kép, ở đây không có nghiệm kép nên cứ thoải mái thôi. Cộng trừ rồi cộng. Vậy câu A là hiển nhiên sai rồi à, tại vì từ 0 tới 1 phần 2 0 tới 1 phần 2 là đã đồng biến à, còn câu C là câu đúng nè. Tại sao C đúng? Vì mình có 1 phần 2 tới đây, 1 phần 2 tới đây. Thì 1 phần 2 tới đây có chứa 1 phần 2 tới 1 không?
Vậy nghịch biến chưa? Đáng lẽ bài này đầy đủ là phải xét thêm một trường hợp nữa, xét thêm trường hợp nữa là x bé hơn không, nhưng mà làm trường hợp này là có đáp án rồi nên thì ngưng. Hiểu hay nói gì không? Nhưng mà này thầy sẽ sửa kỹ luôn, thầy sẽ sửa luôn trường hợp thứ hai để nếu mà đề này người ta hỏi đồng biến, xin lỗi, đề người ta hỏi cực trị thì em cũng làm được. Hiện giờ là mới có là cái gì? Mới có là đồng biến, nghịch biến thôi. Còn nếu mà đề sau này người ta hỏi cực trị thì mình cũng phải biết cách để mình làm. Kịp chưa? Hiểu câu C, đáp án đúng chưa? Ở đây có 5 bạn chọn đáp án A và 6 bạn để là chưa biết làm. Bây giờ sửa xong rồi, biết làm chưa? Cái vấn đề là sau khi sửa rồi thì mình biết chưa hay là mình vẫn đang bị đứng? Cứ mạnh dạn trao đổi đi em, phải thật sự mạnh dạn trao đổi vấn đề này. Chứ bây giờ cứ im lặng không à, cứ im lặng, càng im lặng là càng chết. Nhớ trên lớp có sửa một câu tựa tựa như bài ông Bảo. Dạ có thầy. Rồi có tự làm được câu này không? Dạ được. Được chứ. Em làm hai trường hợp luôn. Ừ, làm hai trường hợp để đếm được số cực trị luôn. Còn tại sao ở đây x bằng 2 là tại vì thầy đang muốn xét dấu từ 1,6 đến cộng vô cực. Từ 1,6 đến cộng vô cực lựa số 2. Em không thích thì em có thể lựa số 3, số 4. Đấy. Thì ở đây lựa số 2 thì 2 lớn 1,6, 2 thế vào đạo hàm. 2 thế đạo hàm ra được là 3. Chỗ này ra 3 nè. Chỗ này ra 2 nè, 3 nhân F phẩy của 2. Mà F phẩy của 2, số 2 nhìn lên đây, F phẩy dương, nên chỗ này dương. Rồi nghiệm đơn, đổi dấu, đổi dấu. Tâm Anh có thắc mắc gì không? Dạ không, là không. Rồi rồi rồi. Tại sao mình phải thế x bằng 2? Tại sao thế x bằng 2? Tại vì thầy muốn xét dấu, thầy muốn xét dấu của đạo hàm nên thầy thế x bằng 2. Đang mục tiêu và đang tìm cái dấu của đạo hàm mà. Nên mới lấy x bằng 2. Ở đây mình có thể đổi lại, mình chọn x bằng 3 cũng được. Kịp chỗ đó chưa? Rồi. Tính làm thêm trong trường hợp nữa, nhưng mà bây giờ nếu mà làm nữa chắc cũng lại thêm mớ thời gian nữa, nhưng mà thôi thà làm kỹ nó hiểu chắc còn hơn là chạy theo số lượng này em lại bị đứng. Để lại làm kỹ lại luôn một lần nữa nhưng mà là ở trường hợp số 2. Hồi nãy là mình làm trường hợp x lớn không. À, hiểu kỹ một câu thật là chắc. Sau này nếu mà gặp người ta đổi dạng xíu thì còn xử lý được. Bây giờ đến trường hợp x bé hơn 0. X bé hơn 0 thì trị tuyệt đối của x phải đổi dấu. Thì khi đó cái hàm g của mình thay đổi. Hàm g sẽ là f của x bình. Trị tuyệt đối thì thành trừ rồi, trừ với trừ là thành cộng x.
nó khác, nó đổi hàm số rồi. Và một lát bảng biến thiên mình chỉ chạy từ trừ vô cực đến không thôi. Đó. Bây giờ đạo hàm g phẩy, đạo hàm g phẩy là thành 2x cộng 1 nhân cho f phẩy của x bình cộng x, đạo hàm bằng 0. Thì hai trường hợp 2x cộng 1 bằng 0, hoặc cái ở bên trong, hoặc cái bên trong là cái này nè, cái x bình cộng x cũng là trừ 1 với lại 1. Thì trong đây sẽ có một cái vô nghiệm. Còn cái này được x bằng trừ 1 phần 2 lấy nè. Tại trừ 1 phần 2 âm. Cái này chắc vô nghiệm rồi. Còn cái này ra nghiệm, nghiệm nhiều không biết nữa. Bấm máy thầy Nhi Hương. Bấm máy chỉ lấy nghiệm âm thôi nha. Nghiệm âm hả thầy? Ừ. Nó ra là trừ 1 trừ cho căn 5 trên 2. Thì sắp xỉ nhiêu vậy? Sắp xỉ trừ 1,6. Trừ 1,6 rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ làm bảng biến thiên. Bảng biến thiên, bây giờ bảng biến thiên chỉ là từ trừ vô cực. Hơi nhỏ nhỏ, sẽ đen xíu nha. Từ ghi nhỏ thì rất là khó chịu, nhưng mà hết chỗ ghi rồi. Trừ vô cực, trừ 1,6, trừ 1 phần 2, 0. Nè, nghiệm nè. Bây giờ cũng là xét dấu, cũng là xét dấu. Cũng là xét dấu thì cũng lựa ngay chỗ này nè. Ngay chỗ mà nhỏ hơn trừ 1,6 thì mình lấy trừ 2. X bằng trừ 2 thế vào đạo hàm. Đang xét dấu đạo hàm nên thế vào đạo hàm. Đạo hàm là đây nè, là g phải trừ 2 đúng không? Trừ 2 thì ra là trừ 3 f phải. F phải này là f phải trừ 2 bình phương là 4. 4 trừ 2 là vẫn là 2. Rồi mới nhìn lên, nhìn lên đây, số 2 nằm ở bên đây. Thì f phẩy của 2 dương, dương mà nhân cho trừ 3 nên là âm. Vậy dấu chỗ này là dấu trừ, qua đây là dấu cộng, qua đây là dấu trừ. Vậy bài này sẽ là số lên, số. Vậy là kết hợp luôn là mình sẽ có trường hợp là hai bảng biến thiên này nếu mình nói lại sẽ là xuống. Nói hai bảng biến thiên này lại luôn nha. Có nghĩa là mình có xuống lên. Số 0 nằm ở đây nè. Số 0 nằm ở đó. Nếu mà kết hợp hai bảng biến thiên lại thì nó sẽ nói tiếp này luôn, lên xuống rồi tới lên rồi xuống lên, nó sẽ có ba cực trị. Còn có 1 2 3 4 5 cực trị. Nếu mà hỏi cực trị. Đó, làm kỹ luôn nha, làm kỹ luôn. Khá là tốn thời gian nhưng mà thôi. Thà tốn thời gian để mình nắm chắc. Bây giờ là học chắc chứ không còn học nhiều nữa. Học nhiều là em không nuốt được hết cũng vậy. Mình phải cố gắng câu nào mình nuốt hết câu đó.
qua nha. Một câu là quan trọng về phương pháp. Trúc Mai có ổn không? Trúc Mai có thắc mắc gì không? Trúc Mai thường có những câu hỏi rất là hay. Không thầy. Nhớ nha, gặp những cái kiểu trì liệt nói nó nằm cước giữa giữa. Câu số 37. 37 có 8 bạn làm đúng và 5 bạn chưa biết làm. Không sao hết, những câu như thế này thì nó rất là bình thường, không có vấn đề gì. Ở đây người ta nói là một tập hợp S có 3 số đôi 1 khác nhau. S là tập các số có 3 số đôi 1 khác nhau. Đây. Thì mình sẽ gọi số có 3 số đôi 1 khác nhau là A, là B, là C. Thì bây giờ chọn A. Chọn A thì hiển nhiên A không được lấy số 0. Không được lấy số 0. Thì A có 1, 2, 3, 4, 5. 5 cách. B. Điều kiện là khác nhau nên B khác cái A. 6 khác 1 cũng còn 5. Cuối cùng chọn C. Chọn C có 4 cách. Là tại vì 6 mà khác 2, C khác A khác B. Vậy mình sẽ có 5 x 5 x 4 là 100 số. Thì đã có 100 số. Quy tắc nhân nha. Và N omega là C1 của 100. C1 100 là nhiều đây, 100 luôn. Rồi bây giờ mới nói nè, chọn một số mà có dạng, chọn một số mà có dạng trong đó A lớn B lớn C. Chọn ngẫu nhiên một số mà cái số này có dạng là số đứng trước phải lớn hơn số đứng sau. Số đằng trước phải lớn hơn số đằng sau. Ý nghĩa của cái biến cố này nè. A, B, C mà sao cho A lớn hơn B lớn hơn C, nghĩa là phải làm sao cho đứng trước luôn lớn hơn phía sau. Nghĩa là cái số ví dụ như 3, 2, 1 đi. 3, 2, 1 thì được nè. Chứ 3, 1, 2 là không. 1, 2, 3 cũng không. 1, 3, 2 cũng không. Có nghĩa là phải sắp xếp làm sao cho số đứng trước luôn lớn hơn số đứng sau. Rất dễ. Nhìn như vậy thôi nhưng mà nó rất dễ trong này. Mình sẽ lấy 3 số trong 6 số. Lấy 3 số trong 6 số là C. C6 của 3. Bấm giùm thầy coi C6 3 ra nhiêu vậy Nhi Hương. Thầy 20. Lấy xong sắp xếp thứ tự từ lớn đến bé, lớn đến bé. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp thứ tự từ lớn đến bé? Có mấy cách để sắp xếp? Chỉ duy nhất một cách. Ví dụ mình giờ mình lấy ba số bất kỳ đó, ví dụ số 1, số 2, số 0. Lấy ba số ra. Ba số này mà bây giờ sắp xếp số lớn đứng trước, số nhỏ đứng sau thì chỉ có duy nhất một trường hợp là 2, 1, 0 thôi. Hết rồi, không còn trường hợp nào nữa hết. Nên sắp xếp thứ tự từ lớn đến bé chỉ có duy nhất một cách để sắp xếp. Ví dụ khác lấy ba số là 3, 4, 5. Lấy 3 để 4 để 5 ra thì chỉ có duy nhất một số có thể thỏa mãn là số 5, 4, 3. Đâu còn cách nào nữa để sắp xếp. Nên
có 20 số. 20 số thỏa mãn tính chất này. Hiểu không Bảo? Bảo. Dạ hơi hơi. Bây giờ lấy 3 số trong 6 số được không? Dạ được. Bình thường mình lấy xong mình đảo thứ tự, mình đảo thoải mái, nhưng mà đối với này mình đâu có đảo được, mình phải cố định số thứ nhất phải lớn, số thứ hai bé, số thứ ba là số bé nhất. Bóc 3 số ra thì chỉ có duy nhất một cách để sắp xếp cho nó theo thứ tự từ lớn đến bé thôi. Không có cách thứ hai. Còn nếu mà bí nữa thì ngồi liệt kê nữa, ngồi liệt kê nó cũng được nữa. Em muốn liệt kê, em có thể là liệt kê là gì? Năm đứng trước nha. Năm đứng trước thì có những số sau đây. 5, 4, 3 được nè. 5, 4, 2 nè. 5, 4, 1 nè. 5, 4, 0. Đó. Thấy chưa? Đó là những cái trường hợp mà số nào đứng trước? Số 5 đứng trước. Ba số này đâu mà khác nhau nữa. Rồi giờ thử nè. Nếu mà muốn liệt kê á, thì ngồi liệt kê cũng được. Tới số 4 đứng trước nè. Số 4 đứng trước thì có gì? Chưa, số 5 đứng trước còn nữa. Số 5 đứng trước vẫn còn. Hồi nãy là 5-4 đúng không? Giờ mình đến là gì? 5-3. 5-3-2. 5-3-1. 5-3-0. Rồi đến số 5, sau đó đến 5 gì? 5, 2, 1, 5, 2, 0. Rồi số cuối cùng là 5, 1, 0. Đó, cái hàng 5 là được như đây số. Thấy cách sắp xếp không? Đó là hàng 5. Giờ hàng 4, ví dụ nè, có 4, 3, 2 nè, 4, 3, 1 nè, 4, 3, 0. Hết 4, 3 rồi thì đến gì? 4, 2. Hết 42 đến 41. Đó, đó là hàng 4. Xong đến hàng 3 thì có 321, 320, 32 xong rồi đến 31. Hết hàng 3 đến hàng 2. Hàng 2 chỉ có 210 thôi, chứ đâu còn nào nữa. Thì mình đếm là được bao nhiêu số nè. 4 7 9, 10, 10 số. Qua đây 3, 2, 1, 6 số. Chỗ này 3, chỗ này 1. Vậy cuối cùng phải ra 20 số chưa? Nếu mà không hiểu cách sắp xếp thì ngồi liệt kê, tại vì nó cũng ít nè. Vậy mình cuối cùng mình sẽ có là 20 chia cho 100. 20 chia 100 là 2 phần 10 là 1 phần 5 câu A. Thấy cách học cái cách thầy liệt kê nha. Nhìn cái cách thầy liệt kê kìa. Hồi nãy thầy liệt kê là gì? 5-4. Có hàng đầu tiên là hàng 5-4. Hàng thứ hai hàng 5-3. Hàng nữa là hàng 52 đến 51. Sau này đi thi mà nếu mà bí không ngồi suy nghĩ được những cái cách mà quy tắc nhân, không suy nghĩ được chỉnh hợp, tổ hợp gì hết mà nó ít, số lượng ít thì ngồi liệt kê ra. Nó vẫn là một phương án để mình giải quyết vấn đề. Hoàn toàn có thể liệt kê được. Có một năm đề thi đại học cho một cái câu về xác suất cũng là mật mã mở chìa khóa hay gì á, mật mã mở chìa khóa, rồi suy nghĩ cao siêu lum la hết, nhưng mà thật sự nếu mà liệt kê nó chỉ có đúng 10 cái mật khẩu thôi. Năm đó người ta nói gì á, nhớ là bấm 3 lần sao cho tổng bằng 10, mà số lần thứ nhất tức là phải bấm giảm theo cái chiều giảm, bấm số lớn xong bấm số nhỏ và tổng bằng 10. Đại loại nó gần gần giống vậy á. Cứ ngồi liệt kê ra là có đáp án. Đó là câu 37 nha.
6, 3, 7. Câu 38, bây giờ lựa thôi nha, hay sẽ lựa những câu nào còn quen để em làm. Còn quen để em làm. Chứ này không lựa những câu mà nó quá lạ nữa. Câu lớn nhất, nhỏ nhất này coi vậy thôi, chứ sửa thì em hiểu, giờ chứ ít bữa làm lại em cũng cũng đứng à. Giờ thử 39 nha, thử 39. Vì 39 là cái làm được, cái quen. 39 mình sẽ đi theo cái hướng có phương pháp rõ ràng luôn, đó là phương pháp cô lập. Đó là phương pháp cô lập. Nhìn vào mình phải phán đoán được đâu là câu quen. Tìm tập hợp các giá trị thực của này. Đây. Hướng của mình sẽ là hướng cô lập. Sau đó là đạo hàm vế phải và bảng biến thiên của vế phải. Bây giờ mình làm tốt lại cái việc nhận dạng xong, quyết tâm làm. Đó là phương pháp. Bây giờ cô lập nè. Cô lập thì cái nào có m mình phải nhân, muốn cô lập là mình phải nhân bung bét ra hết, lúc nào cũng vậy, phải nhân cho nó tan ra hết rồi sau đó mình mới cô lập được. Rồi bây giờ cái nào có m, những cái nào mà có m dính tới chữ m là phải đẩy sang một vế. Ở đây thầy sẽ đẩy sang vế phải, tại vì cho cái việc này nó không bị thành dấu trừ thôi. Chuyển sang bên phải là m nhân 2 mũ x cộng m. Bây giờ m nó đang đứng ở hai chỗ. Nó đang đứng ở hai chỗ thì mình phải làm sao cho nó thành một chỗ. Thì chỉ việc rút nhân tử chung thôi là từ hai chỗ thành một chỗ rồi. Cô lập m để đây, xách cái này đem qua chia. Chia thoải mái. Mũ là lớn hơn không, đem chia thoải mái. Tại sao bài này không đặt tê được? Là tại vì giữa 6 với 2 á, không có giống nhau. Nếu bài này là 4 mũ x thì đặt tê là 2 mũ x mà làm. Nếu mà 4 mũ x thì mình đặt tê là 2 mũ x. Còn bài này không đặt được. Không đặt được thì cứ để vậy làm luôn. Để vậy làm luôn. Bây giờ cái rắc rối là đạo hàm. Đây, cái này là cái rắc rối nhất của học sinh, không thuộc công thức đạo hàm. Nó đau là đau cái chỗ này không, đau đớn nhất là chỗ này. Nhận dạng được nhưng mà khi đạo hàm bị đứng, đạo hàm bị đứng. Và bài này mình chỉ xét từ không tới một thôi nha, mình chỉ xét từ không tới một thôi. Bây giờ đạo hàm liền để coi chuyện gì xảy ra. Bây giờ phải nhớ công thức đạo hàm. A mũ x, đạo hàm là hành A mũ x ln A. Bây giờ vế phải hay vế trái gì cũng được hết trơn á. Cái mẫu bình phương thì khỏi cần phải đụng tới đi. Cái mẫu bình phương thì mình không có bao giờ mình chạm đến cái mẫu hết trơn á, nên cái mẫu chỉ ghi vậy thôi, ghi cho có thôi chứ cũng chẳng có xài. Bây giờ là cái gì? Tử đạo hàm 6x nhân ln6 cộng 2x nhân ln2. Phải nắm công thức đạo hàm nha. Trừ trừ cho mẫu là đến lượt cái mẫu đạo hàm. Mẫu đạo hàm là cái gì? 2x ln2. Còn cái mẫu này thì dẹp đi nha, tại vì không đủ chỗ, cái dấu trừ này nó ăn xuống dưới đây nha. Bây giờ cái mẫu thì không ghi,
thầy không ghi cái mẫu nữa, thầy chỉ ghi cái tử thôi. Bây giờ hai cái này nhân vào là thành nhiêu nè? Nhân vào là mình sẽ được là 12 mũ x ln 6 cộng 6 mũ x ln 6 cộng chỗ này nhân vào. Nhân vào là thành 3 nhân 4 mũ x ln 2 trừ trừ cái này thì rất là khỏe. 6 với 2 là 12. Trừ tiếp. Ở trên như nhân thiếu một cái à. Ở trên nhân thiếu một cái rồi. Thiếu một cái cộng chỗ này nha, bổ sung chỗ này một xíu. Có thêm một cái là 3 nhân 2 mũ x nhân ln 2. Nhưng mà đến đây mình sẽ thấy nè, đây cái này với cái này mất nè. Cái này với cái này mất nè. Thì mình còn lại là gì? 12 mũ x ln 6 6 mũ x ln 6 trừ 12 mũ x ln 2 với lại 3 thu gọn lại thì mình sẽ phát hiện được chuyện sau đây. Hai cái này nè, lúc 12 mũ x ra thì mình có ln 6 trừ ln 2, ln 6 trừ ln 2 ra ln 3. Rồi sau đó mình kết luận được liền cái này lớn không. Thường mấy cái bài rắc rối này nó đạo hàm một là âm, hai là dương. Tại vì mấy cái này toàn là dấu cộng mà cái mũ này đều dương hết. Lóc cũng dương nên nó nên lớn không. Và cái rắc rối của bài này là cái bước này nè, là cái bước đạo hàm này. Coi như vậy thôi mà em không vững vàng tâm lý, em không chắc công thức là em chỉ có lụi thôi. Nhiều bạn thấy đạo hàm dài là không chịu tính nữa và chọn phương án lụi. Mà bây giờ mình còn trong tầm tay, còn khả năng là mình phải tiếp. Nghe bài này sau khi xong rồi thì sẽ có một cái thủ thuật nhỏ thêm. Thủ thuật này chỉ dùng được khi cái khoảng này khá là nhỏ, cái khoảng này khá là nhỏ. Tới đây mình thấy đạo hàm này lớn không đúng không? Đạo hàm này lớn không thì mình có bảng biến thiên liền luôn. Bảng biến thiên bây giờ đã gì? Chỉ đi từ 0 tới 1 thôi. Đạo hàm là dương rồi. Phải chạy thẳng một mạch. Không thế vào với không thế vào. Không thế vào là ra được là bấm máy giùm thầy coi không thế vào ra được mấy vậy Nhi? Không mình nguyên lên là thế vô cái mở hả thầy? Nghe có khó. Thầy đóng khung rồi nè, cái vế trái rồi nè. Không thế vào ra được 2 thì phải. Còn một thế vào ra mấy vậy? Lười nhẩm quá. 1 ra 4 rồi. Vậy là bài này muốn có nghiệm. Có nghiệm thì M sẽ luôn từ 2 tới 4. Câu A. Ở đây ngoặc tròn nhé. Ngoặc tròn đó là câu A. Có 16 bạn làm được câu này. Ở đây cái bài này á, thứ nhất là mình phải nắm phương pháp. Phương pháp bật lên là phải cô lập. Cô lập đạo hàm, đạo biến thiên. Nhưng mà cái bài này nó vướng cái chỗ thời gian của mình. Vướng nhiều nhất là vướng cái chỗ tính đạo hàm. Vướng nhiều nhất là cái bước tính đạo hàm.
Vậy bây giờ làm sao để mình hỗ trợ cái việc nếu mà mình không thuộc đạo Hàn thì hỗ trợ như thế nào? Em ghi xong đây sẽ nói thêm cái bước hỗ trợ nếu mà trường hợp mà mình bí quá rồi, đường cùng rồi nha, đó là tới đường cùng rồi, đạo hàm không nhớ, tới lúc đó bắn loạn lên rồi, quay lại nhìn đồng hồ còn khoảng 2-3 phút, nói còn tới tầm 10 phút đi, mà ngồi tính câu này thêm 10 phút nữa thì thôi, mình có thể suy nghĩ theo cái hướng đường cùng là hướng dùng máy tính. Nhưng mà máy tính này hơn là bài này, cái khoảng nó rất là nhỏ, từ 0 tới 1. Nên mình dùng máy tính nó rất là rõ, nó không bị sai. Cái bước đạo hàm này theo nổi không? Thôi như vậy thôi, nhân phân phối mà em mà tâm lý yếu là vào đó là em chỉ có bỏ thôi. Bây giờ sẽ chạy mod 7. Cái đạo hàm này nếu mà đường cùng quá, bí quá thì thay vì đạo hàm bản biến thiên là đúng chuẩn nha, mình làm theo đường đúng chuẩn mà mình chịu không nổi là tại vì đạo hàm mình quên, tính nhiều, không đủ thời gian thì mình chạy mod 7. Mình chạy mod 7 là tại vì cái khoảng nó khá là nhỏ, từ 0 tới 1. Đây, chạy mod 7 cho em thấy. Chạy mất 7 là chạy nào? Là chính là chạy cái vế trái nè. Nhập y chang vậy luôn. 6 mũ x cộng 3 nhân 2 mũ x. Bắt đầu ở 0, kết thúc ở 1. Từ 0 tới 1 có 1 đơn vị, nó rất là nhẹ. 1 chia 29. Và mình có thể quan sát cái bảng biến thiên. Vậy là mình có thể ăn gian, đối với cái này mình có thể ghi chú lại, có thể sử dụng máy tính để dò bảng biến thiên. Mình sẽ nhìn bảng biến thiên nè, bắt đầu từ 2 nè. Thấy không? 2 nó tăng nè, thấy không? Mình thấy nó cứ tăng liên tục luôn. Đó, từ 2 nó tăng liên tục luôn. Tăng liên tục lên đến 4. Thì mình có thể dự đoán luôn từ 2 chạy thẳng lên 4, khỏi cần thông qua đạo hàm. Vậy là có thể lập bảng biến thiên bằng mod 7. Nhưng mà bài này cái khoảng nó nhỏ nên nó không ảnh hưởng kết quả nha. Chứ những bài mà cái khoảng nó rất là lớn, ví dụ như cái khoảng nó đi từ 2 đến 10 á, thì khi đó là mình phải đạo hàm đầy đủ. Còn bài này mình có thể sử dụng mod 7 để hỗ trợ. Hỗ trợ bắt đầu từ 0, kết thúc ở 1, bước nhảy 1 chia 29. Hiểu cách xử lý vấn đề không? Quan trọng nhất là cách xử lý vấn đề thôi. Được không Trâm Anh? Dạ, hiểu rồi. Okay. Có nghĩa là mình dùng cái mod 7 để mình thay thế cho cái việc gì? Đạo hàm. Đạo hàm bằng 0 là tại vì mình làm đạo hàm không nổi, mình dùng phương án thay thế. Rồi câu số 40, thật sự câu 40 nhưng nó chỉ tung hỏa mù em thôi. Tung hỏa mù một phát là em chỉ có một bạn làm đúng. Còn lại là đánh vào không biết làm. Nhưng mà thật sự câu 40 chỉ là một câu gọi là làm chóng đối thủ thôi, bằng cách là cho một cái gì đó nó nhiều vào. Chứ nếu mà em bình tĩnh nha, nếu mà em bình tĩnh em hoàn toàn có thể làm được. Em làm bằng ship solo cũng được nữa. Ship solo là làm sao? Này, ba cái này bằng không thì lần lượt từng cái bằng không. Lần lượt từng cái bằng không. Nó cho nhiều như vậy để gọi là tung hỏa mù. Nhìn vào tưởng hầm hố lắm. Quá nhiều biểu thức.
bằng không. Rồi giờ em xếp số thử coi được không, có ra ít không. Còn nếu không được thì mình sẽ bỏ lóc đội mũ, bỏ lóc đội mũ, bỏ lóc đội mũ. Đây xếp số liền cho nè. Làm không thấy bằng không mới đau đầu. Ba cái này bằng số không nè, thấy chưa? Đó rồi em xếp số đi, em xếp số này đây, xếp số coi cái đầu tiên ít mấy. Cứ bấm đúng vậy, lóc nó chồng vào lóc thôi. Nó lồng ghép vào nhau là bấm là lóc 2 nè. Còn bên trong này là tiếp tục bấm lóc 1 phần 2 nè. Và tiếp tục bên trong lóc này là lại là lóc nữa. Lóc 2 của x bằng 0. Rồi xếp số phát là có đáp án. Nếu mà cancel, nếu mà cancel thì thôi mình sẽ làm tay. Làm tay dễ lắm. Không biết sao cái này không, nó không có cancel. Thì thôi làm tay nha. Làm tay theo quy trình là cái gì? Theo quy trình bỏ lóc đội mũ, mình bỏ từ từ, là bỏ cái lóc bên ngoài này trước nè, bỏ cái này trước nha, thì mình sẽ còn lần lượt là lóc 1 phần 2 lóc 2 của x bằng 2 mũ 0, đúng không? Bỏ cái lóc này trước nè, 2 mũ 0 là bằng 1. Rồi tiếp tục bỏ cái lóc này nè, là 1 mũ 2, 1 phần 2, 1 phần 2 mũ 1 là 1 phần 2 á. Rồi tiếp tục bỏ cái lóc này nữa nè, là x sẽ bằng 2 mũ 1 phần 2. 2 mũ 1 phần 2 là ra căn bậc 2 của 2. Nắm được không? Nắm bỏ lóc lại mũ không? Nhưng mà đi thi thì mình đâu có thể nào mình bình tĩnh được, nên cái tâm lý đọc đề phải cẩn thận tí. Đã, đi, trà sữa xuống rồi. À, cho mình móc đầu cặp cho mình kịp rồi. À, tiếp tục lại bỏ lóc đội mũ. Bỏ lóc đội mũ. 101.000. À, nó thấy là có tiền rồi. Hình như tôi để 4 ngày rồi. Lấy ra hồi nhắc không ai nghe. Bỏ lóc đội mũ nè, 3 mũ 0 là 1. Rồi tiếp tục bỏ cái lóc này, 1 phần 3 mũ 1. Rồi tiếp tục bỏ cái lóc này, 3 mũ 1 phần 3. 3 mũ 1 phần 3 là căn bậc 3 của 3. Rồi cuối cùng cũng tương tự cho chỗ này, cứ bỏ lóc đội mũ, bỏ lóc đội mũ, bỏ lóc đội mũ thì sẽ được chép bằng chắc giống giống vậy, chắc là 5 mũ 1 phần 5. Đó, rồi bấm máy so sánh theo thứ tự nào đó thì được câu A. Hiểu cách làm gì không? Dạ hiểu thôi. Đó là một câu thầy mới nói là tung hoa mùng, làm cho mình thấy kinh khủng. Bốn mốt thì lạ quá thì bỏ, khỏi cần phải đắn đo gì trên những cái câu mà nó có vừa có hình học mà vừa có vector vào. Bốn mươi hai thì khá nhiều bạn làm được. Sáu nha. Bữa nay cố gắng là xử cho xong đề này luôn chứ không có để kéo dài nữa. 42
tiết nghiệm lớn nhất, nghiệm lớn nhất. Thật sự bài này có nhiều bạn làm được là mình phải nắm cái cốt lõi của cái dạng này thôi. Cốt lõi của dạng này là cái gì? Cùng cơ số. Cốt lõi nhất là cùng cơ số. Nhưng mà nhảy vào phải điều kiện trước. Điều kiện x lớn hơn 0. 2x trừ 1 lớn hơn 0. X lớn hơn 1 phần 2. Bây giờ phải đưa về cùng cơ số. Ở đây cơ số mấy? Đó là cơ số 2. Cơ số 2. Vậy chỗ này sẽ là log căn bậc 2 là 2 mũ 1 phần 2. 1 phần 2 là 2 mũ trừ 1. Số 2, số 2. Xin lỗi, 1 phần 2 đem ra ngoài là chia. 2, 1 mà chia cho 1 phần 2 là ra 2 á. Chỗ này đem ra ngoài là dấu trừ. Xử lý liền cái số 2 bên ngoài này, đẩy vào trong. Đẩy vào trong là mũ. Tới đây không được phép bỏ lóc. Tại vì lóc này bên trái có mà bên phải không có. Phải ghép thành một cái lóc. Trừ là hành chia. Đó. Bây giờ mới bỏ lóc. Bỏ lóc đội mũ. X bình chia cho 2X trừ 1. Bỏ lóc đội mũ 2 mũ 2. Rồi nhân chéo. 4 nhân 2X trừ 1. X bình trừ 8X cộng 4 bằng 0. Rồi mod 53. Bài này thật sự mấu chốt vẫn chỉ là cùng cơ số thôi. Nó nằm ở câu 42 nhưng mà là câu ok quen. Không vấn đề gì hết. Bấm máy ra máy vậy Nhi Hương. Ra 4 cộng 2 căn 3 với lại 4 trừ 2 căn 3 nè. 4 cộng 2 căn 3 với 4 trừ 2 căn 3. Nhưng mà mình đấy là nghiệm này, nghiệm lớn. Nghiệm này bỏ đi. Vậy mình sẽ có được A là 4, B là 2, cộng lại là 6. Ở đây có 13 bạn làm đúng. Tốt, 13 bạn làm đúng, tốt. Tiếp đến câu 43. Câu 43 có 11 bạn làm đúng. Ok. Câu 43 là thật sự câu 43 là câu mà phải làm cho được. 43 là câu phải làm cho được. Sau này đi thi đọc đề mà gặp cái câu nào mà có số phức mà thuần ảo, lằng nhằng gì đó là phải quyết tâm tiêu diệt, chứ không thể nào mà lụi được cái đó. Lụi là lụi những cái thứ mà nó rất xa lạ, ví dụ như 44, 41 gì đó, quá xa lạ đối với mình thì mình chấp nhận mình lụi. Còn những câu như thế này là còn tín hiệu làm được, tín hiệu rất là tốt luôn, là cùng cơ số, thấy căn 2 với 1 phần 2 là tín hiệu rất tốt. Vấn đề là mình cộng trừ nhân chia cho nó chắc tay vào. Cố gắng thêm nha. Cố gắng thêm, mình đang cảm thấy khá là hào hứng khi sửa đề này. Làm việc với mọi người cùng làm việc á, nó sẽ đẩy cái tâm trạng mình lên. Nó sẽ giúp mình vượt qua cái khó khăn. Ao bớt rồi. Cái nói chung là những giai đoạn này thì ai ráng được phải ráng. 43 Z bình thuần ảo thì xử lý cái hàng thẳng thức liền. Z bình là gì? A cộng BI bình là A bình cộng 2A BI
cộng b bình y bình thuần ảo là thật bằng không. Thật bằng không nè, thật này bằng không nghĩa là a bình trừ b bình bằng không. Thằng đẳng thức cộng mấy chuyển a bình bằng b bình, hai trường hợp a bằng b hoặc a bằng trừ b. A bình bằng b bình là như vậy. Rồi xử lý cái mô đun này, mô đun này là cái gì? A trừ 2 tất cả bình cộng b bình bằng bằng mấy bên đây? Bằng mấy? 4. 4 nha, nhớ à. Rồi bây giờ mình thế thôi. Trường hợp 1, trường hợp 1 A bằng B, A bằng B thì mình sẽ thế vào, thì mình sẽ có là chỗ này là B-2, B-2 bình phương cộng B bình phương bằng 4. Khai triển đẳng thức 2B bình trừ 4B, 44 mất 0 với lại 2. Có B bằng 0 thì được A cũng bằng 0, có B bằng 2 thì được A cũng bằng 2. Vậy riêng trường hợp này được một số phức là Z bằng 0 và một số là 2 cộng 2Y. Đó là trường hợp 1. Trường hợp 2, trường hợp 2 là thế A bằng trừ B. A bằng trừ B thì mình sẽ có là trừ B trừ 2 bình phương. Trừ B trừ 2 là thành hai dấu cộng luôn, B bình 4B 4. Thu gọn lại được 2B bình cộng 4B bằng 0. Bấm máy được B bằng 0 với B bằng trừ 2. B bằng 0 thì A cũng bằng 0. B bằng trừ 2 thì A là bằng, trường hợp này nè, A bằng 2. Vậy được thêm cái nữa là 2 trừ 2Y. Chốt lại mình sẽ có 3 cái, 1, 2, 3. Cái Z bằng 0 này trùng nên chỉ có 3 cái. 3 cái là câu D. Có 4 bạn chọn A, 4 bạn chọn C. 4 bạn chọn A, 4 bạn chọn C. 11 bạn chọn D. Có 11 bạn này ổn nè. Những câu như thế này đi thi mình nên lựa chọn để làm trước nha. Vì khi đó tinh thần mình còn ổn, sức lực mình còn ổn, thoải mái. Luôn luôn đi thi ngồi lựa câu quen làm trước. Đừng có mà làm theo cái thứ tự. Ngồi làm theo thứ tự cái thấy câu 40 làm không được, 41 không được, 42 không được, xuống tinh thần liền. Xuống tinh thần cái lật qua trang sau thấy câu 45 quen nhưng mà làm hồi sai dấu. Nên cái chiến thuật mà gọi là đi thi á, người ta cho em tới 10 phút để kiểm tra đề. 10 phút này là đúng chuẩn thi tốt nghiệp, là không được phép lấy cái bút lên mà đặt xuống làm nha. Ai đặt bút xuống làm là giám thị mà người ta bắt, người ta làm đúng nguyên tắc là người ta lập biên bản á. Còn nếu mà giám thị dễ người ta không nói. Nhưng mà về nguyên tắc trong 10 phút đầu mà em lấy bút lên em làm là người ta làm về. 10 phút đó để cho kiểm tra đề, để đọc qua đề, để lựa câu quen. Nếu mà mình thấy trong lớp, trong phòng có người nào lấy bút lên làm mà giám thị không nói gì hết thì ok, mình lấy bút mình làm luôn. Nhưng mà nếu mà có vấn đề gì là phải xử lý. Về nguyên tắc là giám thị người ta sẽ bắt trong 10 phút đó đó. Mình phải làm sao mình lựa câu quen mình làm. Câu quen mà làm em mà chỉ cần tâm lý em lên á, em làm được 40 câu mà em thấy ổn rồi đó nha, là em cảm giác được là mình đang ổn, là tâm lý mình sẽ lên, tinh thần mình thoải mái, mình sẽ làm tốt phần sau. Chứ mà làm được tầm 32 câu, 35 câu cái bắt đầu làm theo thứ tự là lựa thấy 5 câu khó liên tục, không biết gì hết.
sĩ khí rớt xuống liền, rớt xuống liền là gặp câu quen là đứt bóng đó. Đó là lý do vì sao thì nó là em phải lựa câu quen để làm và cho em làm đề liên tục như thế này là để cho em bắt đầu phải nhận dạng và lựa câu để làm, chứ không có làm theo một cái thứ tự từ đầu tới cuối. 42 xong, lại 43 xong, 44 thì dẹp đi, 44 khỏi làm được. Và thật sự ở đây là 44 không bằng nào làm đúng hết. 15 bạn không làm được, 5 bạn làm sai đáp án, bỏ luôn, khỏi phần quan tâm đó, cãi nó đi. Câu 45 này, câu 45 này có thể làm được, có thể làm được, đó là câu A, nhưng mà cái này là chắc phải làm ở dạng hình học. Thì để chủ nhật tuần này thì sẽ làm hình học, cái buổi chủ nhật thì sẽ làm riêng vào hình học này. Câu số 46, 46 đáp án A. Bây giờ em đã làm 2 tiếng máy rồi. Bây giờ còn 46. 47, 47 thật sự cũng được á. 47 còn làm được. Thật sự nếu mà sửa nữa thì sẽ sửa thêm 46, 47. Tiếp không? Hai câu nữa nhưng mà chắc cũng phải đến 9 giờ á. À, hai câu nữa nhé, là câu 46 với câu số 47. Mình sẽ thấy những cái nội dung sau đây. Uống miếng nước này. Câu này em phải nháp. Em phải nháp ở ngoài thì em mới có thể hướng đi được. Nháp ở ngoài như sau. Em phải nhận xét được những cái chuyện này. F bình phương đạo hàm ra gì? Tại vì mình có F bình nè. F bình đạo hàm phải là 2F nhân F đạo hàm không? Đấy, nhìn nè. Đó, nó có dấu hiệu. Mình phải nhận xét được những cái đó thì mình mới làm được. Vậy bây giờ thì sẽ ghép cho nó về một phía. Vậy cái này nè. Ghép cho nó về một phía là mình sẽ có là 2x nhân f phẩy. Bây giờ chữ x thì không ghi nữa nha. Thì chỉ ghi f phẩy thôi. Trừ cho 2f bình bằng x mũ 3. Rồi tới đây phải nhận diện cho được. Nhận diện như sau. Cái nào là U, cái nào là V. Và nhận xét một tí, mình phải làm sao cho nó có. Nhìn lại cái chỗ này nữa nha. Chỗ này nó để là x phần f nữa nè. Nó để x phần f nữa thì mình phải làm sao cho nó ra được x phần f nữa nha. Làm nhưng mà cũng phải định hướng bên đây nữa nè. Bây giờ muốn để cho có x phần f, thì thầy sẽ làm một cái chuyện là chia f hai vế. Cứ chia trước rồi nha. Chia để cho nó lòi cái x phần f bên đây cái đã. Khi chia thì cái này nó sẽ được cái gì? Là được là 2. Chia bớt một cái f thì mình sẽ còn được là 2x nhân f phẩy trừ cho 2f. Kịp bước này không? Để cho xuất hiện cái mẫu của f, mình phải định hướng theo cái này nữa nè. Rồi bây giờ
mình muốn x phần f thì bên đây mình đây phải chia cho thêm x bình nữa, hai vế đem sách chia cho x bình nữa. 2x nhân f phải trừ cho 2f tất cả chia cho x bình thì nó mới ra được. Đó. Tại sao thầy làm như vậy? Phải hiểu lý do. Tại vì khi làm như thế này thì nó sẽ kéo theo cho mình được cái vế phải này này. Thấy không? Thấy vế phải không? Đầu tiên là chia cho cái gì? Chia cho fx. Hiểu bước số 1 này không? Hiểu bước số 1 không Bảo? Đó, ok thầy. Bước số 2 chia bớt cho x bình. Tại vì đang là x mũ 3 mà mình muốn có x thôi nên chia cho x bình. Rồi cái vế phải là ổn rồi đó. Cái vế phải là nó giống với cái yêu cầu của mình rồi. Thì cái vế phải để đó, không có đụng tới vế phải nữa. Bây giờ phải coi vế trái. Coi vế trái. Bây giờ mình nhìn hơi theo quy tắc gì. Nếu mà em quan sát được quy tắc của vế trái thì em sẽ làm được. Vế trái nó có cái quy tắc gì mà dính tới cái mẫu bình phương mà trên tử lại là dấu trừ? Quy tắc của gì? Của gì Trúc Mai? Cái gì mà có cái mẫu bình phương mà trên tử lại là dấu trừ? Trúc Mai? Quy tắc gì thầy? Quy tắc gì mà cái mẫu có bình phương? Quy tắc tính đạo hàm nào mà cái mẫu có bình phương mà trên tử lại dính dấu trừ? Đó giờ mình làm là mình làm dấu cộng. Mình làm dấu cộng là mình làm là U nhân V. Còn bây giờ nếu mà dấu trừ là mình sẽ xài U chia V. Ừ, mình sẽ xài U chia V. Mình sẽ coi cái nào U nào là V thôi. Số 2 này thì mình nhắm nhắm tới nè. Thì bởi vậy mới nói em là phải học, phải nháp mấy cái này. V bình U phải V trừ V phải U, đúng không? Vậy V bình, cái V này nó chính là cái x rồi. Cái V này đúng là cái x rồi. V đúng là x rồi. Vậy cái U là cái gì? U chính là 2F. Thử nha 2F chia cho x đạo hàm. Còn nó ra đúng cái này, cái vế trái của mình rồi nè. Thử nha. Đây, 2F là phải là gì? U phải là 2F phải không? U phải V trừ V phải x đạo hàm chia cho V bình. Vậy là cái vế trái này nó tương ứng với lại 2F chia cho x tất cả đạo hàm. Thật sự muốn làm được những câu này nha, muốn làm được những câu này là bản thân mình cũng phải nhạy một xíu. Tại vì những câu này là những câu này thuộc về gọi là phân loại học sinh rồi. À, tới đây là nguyên hàm hai vế. Tới đây nguyên hàm hai vế. Nguyên hàm hai vế thì mình có nguyên hàm vế trái. Nguyên hàm của vế trái nó sẽ ra cái gì? Nguyên hàm. Ở đây thôi lấy tích phân luôn nha. Lấy tích phân luôn, hẹn lấy nguyên hàm. Lấy tích phân luôn. Lấy tích phân hai vế. Tích phân hai vế là có 2F phải, xin lỗi, 2F chia cho x tất cả đạo hàm một tới bốn. Bên đây là cái mình cần tính,
Còn nguyên hàm của f phẩy, nguyên hàm của f phẩy là hai lần f. Nguyên hàm của f phẩy là mình bỏ cái dấu phẩy đi. Bỏ cái dấu phẩy đi. Bỏ dấu phẩy đi, hiểu tới đây không? Đây là cái mình cần tính nè. Rồi thế vào, thế cận trên vào có nghĩa là 2F4 chia 4 trừ 2F1 chia 1 bằng cái tích phân của mình cần tính. Đề thế vào, thế 8 với thế 1 vào luôn. Thế 8 với thế 1 vào luôn. Là mình sẽ có 2 nhân 8 chia 4 trừ 2 nhân 1 chia 1. Kết quả là nhiêu không biết nè. 16 là 4, 4, 4 trừ cho 2 là đã 2. Bài này muốn làm được á, không phải là tự nhiên, không phải tự nhiên lần đầu tiên vào là biết đem chia cho Fx, biết đem chia cho x bình và biết quan sát U chia V. Cái này là do tích lũy của mình. Mình phải làm sao cho mình vừa làm vừa định hướng. Những cái câu như này là nó ở cái mức là vận dụng cao rồi. Cái vấn đề mà mình phải định hướng được cái hướng đi, định hướng được nó là cái rất quan trọng. Nên những câu như thế này nếu mà em làm qua một lần rồi thì cái em mới chỉ nắm được sơ sơ thôi, chứ em chưa nắm được chắc chắn đâu. Em phải có cái thao tác là nên ngồi làm lại, và không phải làm một lần mà phải làm nhiều lần. Nói chung là câu những câu như thế này thì mình sẽ phải chịu khó coi đi coi lại và tự luyện tập thêm nếu muốn chinh phục, chứ không thể nào mà chỉ qua một câu hai câu là mình chinh phục được đâu nhé. Cái này là vừa làm vừa có định hướng rồi, có định hướng rồi. Sợ nha. Chúc Mai ổn không? Chúc Mai. Ổn thầy. Okay, ráng thêm một câu thôi. Bạn nào còn ráng được thì ráng rồi. Ai thấy đuối quá có thể ao cũng được, không sao cả. Những câu như thế này thầy cũng không ép. Nhưng mà câu này đồ thị này nhìn quen quen. Nhìn quen quen người ta biến tấu đi một tí. Những cái câu như thế này thì đó người ta gọi là chọn hàm. Phương pháp đó là phương pháp chọn hàm. Thì bây giờ nó đủ kiểu hết nè. Những câu vận dụng cao nó rất 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 là đa dạng. Nó không phải là một phương án nào mà xử lý được hết cho toàn bộ cả. Thì nếu có thời gian thì mình có thể tự coi thêm cũng được. Phương pháp chọn hàm.
Nhưng mà chọn hàm không phải lúc nào cũng chọn được. Thì biết thêm thì cũng được. Nhưng mà cái đó thì phải tự lo nha, tự học. Nói chung là em tự học thêm phần đó một tí. Mấy vận dụng cao thì thật sự là một số câu nó có đúng phương pháp. Những cái câu mà có phương pháp rõ ràng, một phương pháp duy nhất mình làm còn chưa ổn, thì làm sao mà để làm được những cái câu mà phải linh hoạt phương pháp. Ví dụ như câu mắc min của số phức là có khoảng 5-6 phương pháp. Rồi những cái câu mà đạo hàm tích phân nãy cũng 5-6 phương pháp. Thì nếu mà em muốn chinh phục thì em phải cố gắng tự lo thêm một xíu nữa. Nhưng mà câu này còn quen nè, câu này quen nè. Tại vì có được thì ép phẩy. Bây giờ ép phẩy đạo hàm, rồi h phẩy đạo hàm. Thì chính là ép phẩy trừ cái này đạo hàm. Cái này đạo hàm là 2 đem xuống là mất. Thì trừ cho x cộng 1. Rồi đạo hàm này bằng 0. Đạo hàm này bằng 0 là f phẩy bằng x cộng 1. Làm sao nữa nhớ không? Làm sao mình tìm nghiệm nhớ không? Mình sẽ vẽ cái x cộng 1 này. Mình nhìn coi nó sẽ đi qua những điểm nào. Những cái điểm này nè. Nếu mà lấy trừ 3 thế vào, trừ 3 cộng 2 ra trừ, xin lỗi, trừ 3 cộng 1 ra trừ 2 là được điểm này nè. Đó. Rồi lấy số 1, 1 thế vào, 1 cộng 1 được 2. Vậy là mình biết chắc chắn thế nào cái đường thẳng nó cũng vậy. Đó. Vậy nó sẽ ra nghiệm. Nghiệm ở đây sẽ là ra trừ 3, 1 với 3. Trừ 3, 1 với 3. Bảng biến thiên liền luôn. X, H phẩy, H. Chú ý là mình chỉ lấy từ trừ 3 tới 3. Dấu F phẩy bên trên là dấu cộng. Đâu? Nè, bên trên nè. Bên trên nè. Còn này bên dưới nè. Bên trên dấu cộng, bên dưới dấu trừ. Vậy chỗ này cộng, chỗ này trừ. Lên, xuống. Thấy đi. F của 0, rồi F của 1, 1 thế vào. 1 thế vào thì mình sẽ được là... Chỗ này nhiều nhỉ? À, bài này nó hỏi giá trị nhỏ nhất hả? Nhỏ nhất thì mình không quan tâm tới cái trên này. Cái này là lớn nhất rồi. Kệ đi. Bây giờ chỉ quan tâm hai cái nhỏ này thôi. Trừ 3 thế vào ra mấy nha. Trừ 3 thế vào ra. Trừ 3 mà cộng 1. Thấy em thầy chỗ này một xíu. Thấy giờ này nhẩm lưỡi nhẩm quá. X bằng trừ 3. Với x bằng trừ 3 thì mình sẽ được h bằng f của trừ 3 trừ trừ 3 cộng 1 là trừ 2 bình là 4, 4 chia 2 là 2. Phải không? Mình tính lại một lần nữa. Rồi, với x bằng 3. 3 cộng 1 là 4. 4 bình là... 4 bình là mấy nha? 16, 8. Rồi. Giữa hai cái này. Giữa hai này để giá trị nhỏ nhất. Để giá trị nhỏ nhất giữa f của trừ 3 với f3. F của trừ 3 với F3 thì cái nào là nhỏ nhất trong đây phải đi so sánh nữa. Phải đi so sánh nữa. So sánh bằng cách gì nhớ không? So sánh bằng tích phân á. Phải so sánh bằng tích phân nữa. Mình
Bài này nó nhiều bước quá. Ở đây mình sẽ so sánh bằng tích phân để mình biết được cái nào là min trong hai cái này. Câu này sẽ thêm một bước so sánh tích phân nữa nha. Nhớ bước so sánh tích phân không? Là chạy tích phân chạy từ trừ 3 tới 1 với là tích phân chạy từ 1 tới 3. Sau đó mình so coi cái nào lớn hơn cái nào. So coi cái nào lớn hơn cái nào. Nếu mà làm tiếp nữa thì chắc phải xóa chỗ này. Nhớ hướng đi ông Bảo. Dạ nhớ. Rồi so sánh giùm thầy đi. So sánh giùm thầy luôn đi. À, thầy là H trừ 3 nhỏ hơn H3. H trừ 3 nhỏ hơn. H trừ 3 nhỏ hơn vậy là cái này vậy hả? Rồi cái này là min. Các bạn nào còn nhớ cái so sánh này không? Tự lo cái so sánh này đâu không? Tự lo cái so sánh đó được không? Nhớ không Trúc Mai? Chắc là phải làm thêm luôn quá. Lỡ rồi phải làm cho tới cùng luôn. Bây giờ so sánh nè. Chứ không nói thì một số bạn cũng không theo được. Ok, bạn nào thoát được thì cứ thoát. Là muốn thoát cứ thoát. Câu này tận cùng luôn. Mình sẽ có từ trừ 3 tới 1. Là trừ 3 tới 1 là dấu cộng. Trừ 3 tới 1 là dấu cộng. Nên mình sẽ có là G phẩy. Vậy sẽ là F1. Sẽ nói G1. Chứ phải G. Bạn nào muốn thoát cứ thoát nha. Tại vì những câu như thế này thì ai làm được tốt, không làm được thì cũng không sao. Tại từ trừ 3 tới 1 là dấu cộng. Thì mình sẽ dùng là H1 trừ cho H trừ 3. Còn từ 1 tới 3. Từ 1 tới 3 là dấu trừ. Từ 1 tới 3 là dấu trừ. Thì mình sẽ đảo lại là H1. 1 lên 3 xuống. Thì cái này nè. Cái này lớn hơn. Cái ở trên lớn hơn. Dẫn đến là H1 trừ cho H trừ 3 lớn hơn H1 trừ cho H3. Hai bên có H1 triệt tiêu. Thì mình sẽ được là H của trừ 3. Bỏ dấu trừ thì đảo lại. Vậy cái này là min. Đúng chưa? Người ta nói cái min này không vượt quá 2021. Vậy cái chỗ này là min nè. Không vượt quá 2021. Vậy mình sẽ có là F của trừ 3 trừ 2 cộng M là min. Min này không vượt là nhỏ hơn. Từ đây mình sẽ tìm được M. M sẽ bé hơn hoặc bằng. Chuyển qua là 2023 trừ cho F của trừ 3. Đáp án là câu A. Chỗ có Hải Trinh nhớ câu này không? Vậy sau khi bản biến thiên xong, mình so sánh theo kiểu tích phân. Cái kiểu tích phân này thì cũng làm khá là nhanh đó nha. Cứ nhớ ở trên là dấu cộng, có nghĩa là từ trừ 3 tới 1 là dấu cộng. Trừ 3 tới 1 là dấu cộng. Rồi 1 tới 3 là dấu trừ, nên nó cũng ảnh hưởng đúng dấu luôn. Mà diện tích dấu cộng lớn hơn diện tích dấu trừ. Từ đó mình suy ra được H trừ 3 là min. H trừ 3 là min, thì đây nè, H trừ 3 nè. Min này không vượt quá 2021, thì bé hơn 2021. Chuyển vế qua
là 2023 trừ cho f của trừ 3, kết quả là câu A. Anh Khiếu còn nhớ không? Nhớ thầy ơi, ok. Thôi, tới đây thôi. Bữa sau sẽ làm đề khác chứ không đá đồng cái đề này nữa. Nha, vậy nha. Rồi, mọi người có hay nghỉ.